trước thì mình có những cô gái mình gặp ở club mình mình chỉ vui thôi mình chỉ have fun mình chỉ đi chơi trong một khoảng thời gian ngắn chứ mình không bao giờ bọn mình không bao giờ có ý định là sẽ tiếp một cuộc quan hệ lâu dài thì đấy là những cái thay đổi trong cuộc sống tình yêu của mình trong một vài năm gần đây trong khoảng năm rưỡi hai năm gần đây thôi mở mô mà một tháng sau lại có một cô bạn gái ở vào mặt nói câu này nghe hơi xàm nhưng mà thực sự nếu mà mình có nhiều người nếu mình phân thân được ra thì mình cũng sẽ đết những cô gái ấy bởi vì những cô gái này thực sự là những cô gái giỏi và những người cô gái mà mình muốn đết mình muốn hẹn hò chỉ là mình không có thời gian đúng như là cái tựa video thì mình sẽ cố gắng single trong vòng vài năm tới và nếu như mẹ mình xem được cái clip này thì mẹ mình chắc chắn sẽ gọi điện cho mình để mắng mình bởi vì cả đời mẹ mình chỉ muốn mình ổn định cuộc sống yêu một ai đấy ổn định cuộc sống nói chung chứ không phải là lên lỏng freelance startup các thứ như bây giờ và cái video này thì mình đối với mình thì mục đích quan trọng hơn đó là nếu mà trong một phút mình yếu lòng thích các bạn nữ xinh đẹp trí thức lại mở mồm ra tán tỉnh thì các bạn hãy từ chối giúp mình để cho mình tập trung được làm việc chỉ có vậy thôi cảm ơn xin chào các bạn đức anh đây và chào mừng trở lại với một video nữa của andrew bay bổng và hôm nay chúng ta thấy là chúng ta có một view rất đẹp ở sài gòn đây là view ở sài gòn đây là và hôm nay chúng ta thấy thì chúng ta có quan cảnh khác hẳn bởi vì mình đang ở Sài Gòn quay một job khá là ngắn thôi Nhưng mà hôm nay là có lịch thoáng nên là mình quay vlog này Mic thì mình không mang mic nên là đã phải dùng mic điện thoại để thay thế cho mic Nên là hy vọng em Khánh Vi không phàn nàn với chất lượng audio Mình đưa anh mình là một video producer, mình sản xuất video quảng cáo, video thương mại, video nghệ thuật Những cái nghệ nghệ mình thì thích nghệ thôi Các bạn có thể lên website mình xem những sản phẩm của mình và mình có một kênh youtube nữa đó là kênh Flying Andrew TV Và mình vừa mới post một video mới Sau 7 tháng không post Thì đây là một diễn biến mới ở kênh Andrew TV Vlog Video này thì mình đã nói rằng mình làm như là một cái PSA Một Public Service Announcement Tức là một cái lời công bố <laughs> trên mạng xã hội rằng Mình đang muốn tập trung làm việc Mình đang muốn tập trung cho những mục đích riêng của mình thôi Và mình cảm thấy rằng công việc yêu đương, hẹn hò nếu mà theo đúng nghĩa hẹn hò yêu đương thì nó sẽ tốn của mình khá nhiều thời gian và mình không có dự định yêu đương hẹn hò nghiêm túc trong vòng 3 cho đến 4 năm tới bởi vì mình có những mục tiêu mình muốn đạt được trước khi 30 tuổi và tháng sau là mình đã 24 rồi tốt nghiệp hơi muộn khởi nghiệp hơi muộn nên là mình bắt đầu hơi muộn nhưng mà không sao mỗi người có một cái timeline một cái khoảnh khắc của người ta thế nên là mình thì mình muốn trước 30 mình đạt được một số mục tiêu nhất định thì đấy là cá nhân mình và mẹ mình nếu mà xem được video này thì mẹ sẽ alo với mình mẹ sẽ bảo là lại lên mạng chém gió xong m... gì đấy các thứ các <laughs> bởi vì mẹ mình là một người rất truyền thống mẹ mình muốn mình đếch những cô gái hẹn hò những cô gái theo tiêu chuẩn này tiêu chuẩn này tiêu chuẩn này tiêu chuẩn này thỉnh thoảng cũng có một vài cô bạn mình chơi cùng là cũng có những tiêu chuẩn đấy đợt này thì nhiều hơn đợt trước thì hay có những cô gái chơi bời người mẫu nghề nghiệp ờ uh, không tương thích lắm nên là xin lỗi mẹ vì con sẽ không hẹn hò ai trong vòng vài năm tới và mình thì cũng suy nghĩ kỹ khá là kỹ trước khi post cái video này Bởi vì, vì trước giờ thì mình cũng có rất nhiều video Thực ra rất nhiều comment của haters Những người ghét mình bảo là mình vẩu, mình xấu trai Bảo là mày nghĩ rằng mày Nhiều người thích mày lắm Hoặc là những người thực ra những comment haters này mình không để ý nhiều Nhưng mà khi mà xem một cái tựa video như này giật tít Mình nghĩ sở thích của mình là giật tít video Và có những nội dung khá là căng kiểu căng não có một nghiên cứu rằng khi mà bạn đặt cái mục tiêu của bạn lên mạng xã hội gần như là một cái lời tuyên bố mà bạn sẽ thực hiện được bởi vì những người bạn, những người follow của bạn họ đã nhìn thấy được và họ biết rằng bạn muốn làm cái này bởi vì nếu bạn không làm được như điều bạn nói thì đây là một cái sự đáng xấu hổ và đây là một cái mặt tốt của mạng xã hội khi mà bạn chia sẻ cái mục tiêu của bạn cho mọi người biết thì bạn có xu hướng rằng bạn sẽ bám theo cái mục tiêu đấy hơn bởi vì bạn không muốn mọi người nghĩ rằng mình chỉ là một người kiểu nói xàm, nói xuông thì đây là cái video của mình, mình tuyên bố rằng mình sẽ single trong vòng 3 đến 4 năm tới đơn giản như vậy thôi và cái việc mà các haters nghĩ rằng mình đang khoe mẹ rằng mình có quá nhiều bạn gái ấy. rằng mình xấu trai mình vẩu mình xấu mình tóc dị thì đối với đối với các bạn nam mà xem video này thì các bạn có lẽ cũng đã hy vọng các bạn cũng đã nhận ra được rằng vẻ ngoại hình của một thằng con trai không quan trọng tất nhiên bạn đẹp trai thì bạn có những điểm tốt điểm xấu những pros and cons những cái uh, mặt tốt mặt xấu nhưng mà khi mà bạn bắt đầu học nghiên cứu về tâm lý, các bạn nghiên cứu về hẹn hò, thì bạn nhận ra rằng những điều này nó không quan trọng. Và tình hình là vài năm trở lại đây thôi, chỉ khoảng một hai năm trở lại đây thì cái hiện tượng mà mình sắp nói tới đã xảy ra với mình và đây là một cái điều nó chưa từng xảy ra với mình bao giờ. Bởi vì trước đây mình là một thằng kiểu nhút nhát, mình là một thằng ngại ngùng, không làm gì, không biết mình muốn gì. Uh, không biết nói chuyện với con gái như thế nào một thằng đàn ông mình nghĩ là thằng khá là giặt dẹo như là, như là ông anh mình hay chửi thì mình là hồi trước mình là một thằng khá là giặt dẹo về ngoại hình lẫn uh, tâm lý thế nên là cái việc mà được một cô gái thích đối với mình là một cái điều khá là mới mẻ trong vòng vài năm trở lại đây ba bốn năm năm chắc ba bốn năm mình bắt đầu có những cô gái thích mình ngoài ngoài cô bạn gái hồi cấp ba thì lên đại học và gần đây thì cái cuộc sống tình yêu của mình nó mới sang một chương mới khi có những cô gái họ muốn hẹn hò với mình chứ họ không muốn đi chơi với mình trong một thời gian ngắn như trước nữa như trước thì mình có những cô gái mình gặp ở club mình mình chỉ vui thôi mình chỉ have fun mình chỉ đi chơi trong một khoảng thời gian ngắn chứ mình không bao giờ bọn mình không bao giờ có ý định là sẽ tiếp một cuộc quan hệ lâu dài một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc cho đến thời điểm này thì đấy là những cái thay đổi trong cuộc sống tình yêu của mình trong một vài năm gần đây trong khoảng năm rưỡi hai năm gần đây thôi bởi vì khi mà các bạn học pick up thì có hai xu hướng nó sẽ dạy cho bạn hai xu hướng uh, thứ nhất đó là kiểu one night stand tức là bạn ra ngoài đường các bạn ra club các bạn ra phố các bạn gặp một cô gái và các bạn nói chuyện với cô gái để lôi cô gái về nhà ngủ thì đấy là kiểu one night stand tức là kiểu mà mình ngày trước mình cũng đã làm và mình cũng đã trải qua giai đoạn này rồi nhưng mà mình uh, đã nhưng mình không thích cái phong cách này Và mình đã chuyển hướng sang một cái hướng về self-development hơn Tức là về phát triển bản thân Tức là nó phát triển bạn thành một người đàn ông thực sự có giá trị Để bạn thu hút những người phụ nữ có giá trị Bởi vì cái phong cách pick up one night stand kia thường Sẽ là những câu nói dập khuôn Thường là những câu nói mang tính uh, manipulate Tức là điều khiển tâm trí Và những người phụ nữ mà bạn hấp dẫn theo phương thức này Sẽ là những người phụ nữ thường có vấn đề về tâm lý Thường là những người... Uh, Nói thế thì nghe hơi nặng Nhưng mà thường là những người có low self esteem Có lòng tự trọng thấp Và họ muốn chứng tỏ với bạn rằng Họ là một người phụ nữ có giá trị Khi mà chúng ta phải chứng tỏ Cho người khác thấy rằng chúng ta có giá trị Thì lúc đấy chúng ta là một người đang có giá trị thấp Thưa cái video này thì không phải là <laughs> Hơi đáng đề rồi nhưng mà một Có lẽ một video khác Nói đơn giản rằng các bạn có thể hình dung rằng Có những cô gái nóng bỏng Các bạn xem trên mạng Các bạn thích thú Về mặt physical, về mặt hình thể nhưng mà những cô gái này không hợp Để làm những để làm vợ gọi là wifey material Những cô gái này không có tố chất để làm vợ Bởi vì những cô gái nóng bỏng Mình thích thôi Nhưng mà khi mình nhận ra rằng khi mình sống chung với những cô gái nóng bỏng Những cô gái hot girl, những cô gái điệu đà, người mẫu Thì bạn nhận ra rằng họ không phải là những người phụ nữ Thích hợp Để sống trong một mối quan hệ nghiêm túc Wifey material Và đối với con trai cũng vậy Khi mà bạn trong ở trong một giai đoạn gọi là one night stand bạn là, tiếng anh gọi là fuck boy kiểu vui chơi thì bạn ở trong một cái khu vực vui chơi và những cô gái chỉ muốn vui chơi với bạn thôi và họ không muốn một mối quan hệ nghiêm túc đối với bạn và khi bạn chuyển sang khu vực dead zone thì bạn trở thành những chàng trai mà những cô gái muốn hẹn hò lâu dài cũng những cô gái muốn có quan hệ uh, gia đình thậm chí là hơn nữa có con đấy là những người có husband material giống như là so sánh đơn giản như vậy những cô gái nóng bỏng bạn chỉ muốn xem bạn chỉ muốn vui chơi thôi và những cô gái wifi material những cô gái mà bạn muốn cưới về làm vợ những cô gái Gọi là gì vợ quốc dân à <laughs> và vài năm nay mình nhận ra rằng những cô gái ở club không còn thích mình nữa bởi vì style mình không trẻ trâu như hồi trước ngày xưa thì mình uh, ngày trước thì mình học những cái chiều ở trong club mình nói như này nói như nọ mình quẩy khá là căng nhưng mà đợt này lớn rồi nên mình không quẩy nữa nên là các cô gái trong club không thích mình nữa thay vào đấy thì mình gặp nhiều những cô gái mà trí thức hơn kinh doanh hơn đối với mình hợp với mình bây giờ hơn và mình thích hơn bởi vì ngày xưa mình gặp những cô gái trong club quẩy cho vui thì đấy là cái giai đoạn trải nghiệm của mình thôi bây giờ có lẽ mình đã lớn qua giai đoạn đấy rồi mình không thích những cô gái mình gặp trong club nữa vài năm trở lại đây thì mình mới gặp những cô gái mà muốn hẹn hò với mình chứ không phải là muốn one night stand với mình thì đây là một cái điều khá là mới mẻ đối với mình thực sự mới mẻ đối với mình bởi vì trước đây mình cũng chưa bao giờ đủ tự tin để nghĩ rằng có những người mà muốn settle down với mình có những người mà muốn ổn định cuộc sống với mình hẹn hò lâu dài với mình thì đấy là một cái điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới và trong vài năm trở lại đây thì mình những cô gái mà mình gặp một số người cũng đã muốn đết mình hẹn hò một mối quan hệ nghiêm túc và mình nghĩ rằng mình không đủ thời gian và mình không đủ trách nhiệm hiện tại để có đủ thời gian uh, hẹn hò những cô gái này một cách nghiêm túc và một cách <laughs> có lương tâm nhất rất nhiều người yêu chỉ để yêu thôi nhiều người yêu chỉ để you uh, bạn bạn biết đấy kiểu để về nhà vui chơi với nhau và thực sự họ không yêu yêu nhau và mình thì mình không thích như thế nếu mà yêu thì là yêu mà vui thì là vui khi mà mình trong một mối quan hệ thì khi mình gặp cô gái này mình nói rằng mình không có thời gian mình chỉ muốn đi chơi vui thôi cậu muốn đi chơi không thì nếu mà cô gái ok thì mình đi chơi vui thế thôi Chứ mình không bao giờ mình giả vờ rằng ơ anh đang uh, tìm bạn gái này nọ kiểu Mình không bao giờ mình đưa ra thông tin sai lầm Bởi vì đấy là cái phong cách của mình Đấy là điều mình muốn Mình cũng muốn cô gái kia thoải mái Nếu mà không thoải mái thì thôi mình không gặp nhau nữa Thế thôi Đấy là cái honest lifestyle Một cái phong cách sống thật, sống trung thực với bản thân Mà mình học được qua những cái cuốn sách uh, về hẹn hò Về lịch của mình thì 24 giờ con người ai cũng có 24 giờ thôi và mình thì mình làm youtuber mình có hai kênh mình có cái app nanobook của mình đội đọc sách mình có công việc sản xuất uh, thương mại video sản phẩm thương mại và mình đang cố gắng đi gym để được một lần sáu múi trong đời thế nên là cái công việc của mình nó đã dành chiếm hết thời gian trong ngày nếu mà chưa kể mình chưa có thời gian đi thăm người thân kiểu mình uh, không có thời gian nhiều cho những người bạn mà lâu lắm mình không gặp và những người bạn mình hẹn hò từ đầu kiểu mình đã hẹn lịch từ đầu tháng năm là gặp Nhưng mà đến tầm này vẫn chưa có thời gian để gặp bởi vì công việc quá bận Thế nên là cái công việc mà hẹn hò nghiêm túc với một cô gái đối với mình trong thời điểm hiện tại là mình không có thời gian cho việc này Bởi vì một ngày mình đi làm đi làm đi làm xong rồi buổi tối Buổi chiều buổi tối là mình sẽ đi tập gym với anh bạn Tài Nguyễn Fitness của mình Một tuần 3 cho đến 4 buổi và tập xong là về nhà phải ăn uống, nghỉ ngơi chứ nếu mà tập xong mà đi chơi nữa thì chắc chắn là ngất và buổi tối ở nhà thì mình cũng làm việc luôn buổi tối ở nhà thì mình cũng edit video mình cũng chỉnh sửa video mình cũng đọc sách mình cũng nghiên cứu thêm thế nên là nếu mà đi chơi với một cô gái thì một tuần sẽ phải hẹn hò ba bốn buổi đúng không và sẽ phải nhắn tin và có rất nhiều thứ nó liên quan đến một mối quan hệ nghiêm túc mà mình không có thời gian thế nên đấy là cái lý do cơ bản nhất của mình mình có những điều mục tiêu mà mình muốn trước khi mình 30 tuổi Tháng sau mình 24 rồi Và có lẽ mình sẽ chỉ có thời gian à, hẹn hò nghiêm túc trong khoảng 3 cho đến 4 năm nữa <laughs> Biết đâu đấy Mở mô ma tháng sau lại có một cô bạn gái ở vào mặt Thực sự những cô bạn gái mà mình đi chơi cùng Và những cô bạn gái mà muốn settle down Những cô bạn gái mà muốn ổn định cuộc sống với mình thì À ổn định một mối quan hệ Ổn định cuộc sống nghe hơi hơi căng Ổn định một mối quan hệ với mình thì đều là những cô gái mà thực sự mình Thích bởi vì đợt này những cô gái mình không thích mình không nói chuyện luôn như cái video mà năm thể loại con gái mình ghét trên Instagram trên Facebook thì đấy là những kiểu con gái mình không thích thì mình không nói chuyện chứ mình không có nhu cầu là rằng giả vờ thích một con gái chỉ để chơi để để, để uh... mình không thích thì mình không chơi thế những cô gái mà mình đi chơi với đợt này trong vài năm trở lại đây đều là những cô gái mà cực kỳ thông minh cực kỳ xinh đẹp và mình siêu thích nói câu này nghe hơi xàm nhưng mà thực sự nếu mà mình có nhiều người nếu mình phân thân được ra thì mình cũng sẽ date những cô gái ấy bởi vì những cô gái này thực sự là những cô gái giỏi và những người cô gái mà mình muốn đết mình muốn hẹn hò chỉ là mình không có thời gian thế nên video kết thúc tại đây và cái điều quan trọng nhất mà mình muốn nhấn mạnh một lần nữa đó chính là những cô gái xinh đẹp tri thức nếu mà mình gặp mình có một phút yếu lòng mình mở mồm ra tán tỉnh rủ uh, dù đi chơi thì hãy từ chối mình hoặc hãy giữ mình trong friend zone <laughs> để cho mình tập trung làm việc bởi vì uh, mình là một thằng con trai mà mình cũng hay yếu lòng trước những cô gái xinh đẹp thế thôi mình nghĩ thông, thông, thông tin thực sự quan trọng bởi vì có những lúc mà mình đi chơi với những cô gái và mình bỏ bê công việc và mình thì ưu tiên công việc lên đầu thế nên mình cảm thấy một sự khó chịu trong người khi mà mình công việc không được hoàn thành đúng lực À, nói nhiều nói dài quá, để hy vọng rằng vài năm nữa công việc ổn định, mình sắp xếp được thời gian, mình biết mình muốn gì thì mình sẽ lúc đấy mình sẽ uh, xem xét, mình sẽ nghiên cứu một cái option, một cái lựa chọn uh, có một mối quan hệ nghiêm túc hơn bởi vì mình cũng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, mình cũng không muốn lông bông lông bông kiểu chơi bời Ờ ừ, đúng kiểu chơi bời thường là chơi bời Sau khi mà các bạn nam chơi bời một thời gian Thì các bạn sẽ nhận thấy rằng Sự chơi bời này nó rất tốn thời gian Và nó không đáng cái thời gian của bạn Thời gian đấy bạn có thể làm về những công việc Thú vị hơn, đáng tiền hơn Và nó tốt cho sự nghiệp của mình hơn Thế là video này đến đây thôi Hãy chia sẻ thông tin này đến với một bạn nữ Mà bạn nghĩ rằng Mình có thể yếu lòng bởi vì Mình thích rất nhiều người Thích gọi là crush thôi kiểu thoáng qua Crush thôi chứ không phải là kiểu ôi đam mê Kiểu ôi ta sẽ cưới em làm vợ hiện tại thì chưa nhưng mà vậy thôi video dài lòng vòng vòng vèo hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo tạm biệt